lao nè. Đang đi Đồng Tháp đó. Hôm nay gia đình trễ. Hai chỉ đi nhà chỉ đi chùa ở dưới dưới rồi tới tối mùng 2 vô lên tới nhà con. Dạ. Con nói nào con lên con điện ha, ấy rồi là làm chi? Đó mấy cái là hết mấy ký mà. Dạ. Trời ơi.